Sáng ngày 11 tháng 8, tại đoạn đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua tổ dân phố 1, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, xe tải do anh Lê Thánh Sơn, sinh năm 1989, tổ 2, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum điều khiển, đi từ hướng Nam ra Bắc, thì bất ngờ mất tay lái lật xuống ruộng. Vụ tai nạn đã khiến hàng hóa là trái cây đổ xuống đường. Rất may tài xế không bị thương. Anh Trương Minh Linh, Phó Bí thư Thị đoàn Đức Phổ cho biết, đoàn phường Phổ Minh đã lập tức kêu gọi thanh niên cùng người dân tập trung thu gom trái cây bị đổ, chủ yếu là trái chanh dây, giúp tài xế.